kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính Thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, xây dựng, củng cố và duy trì sự ổn định và bền vững của ngân sách nhà nước là mục tiêu của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tính bền vững của ngân sách nhà nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố, được thể hiện ở tính bền vững ngân sách nhà nước tổng thể cũng như thu chi ngân sách nhà nước và tính bền vững của nợ công. Vậy phải làm gì để nâng cao tính bền vững của ngân sách nhà nước? Chương trình Tài chính Thuế sẽ làm các vấn đề tài về nâng cao tính bền vững của ngân sách nhà nước. Còn trong số chuyên đề tuần này, chúng tôi sẽ đề cập đến chủ đề thu ngân sách nhà nước còn nhiều thách thức khi mà phấn đấu vượt thu ngân sách tối thiểu 3% dự toán Quốc hội giao. Đó là mục tiêu mà ngành tài chính hướng đến trong những tháng cuối năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 73% dự toán, tăng tới 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, thu ngân sách trung ương đạt cao nhất trong nhiều năm gần đây. Kết quả này có sự đóng góp của công tác chống thất thu, thu hồi nợ thuế khi đã truy thu cho ngân sách trên 40.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thời gian qua, Việt Nam đã tập trung vào sửa đổi hệ thống thu ngân sách nhà nước theo hướng minh bạch, đơn giản, giảm nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đánh giá, hiện nay cấu trúc thu ngân sách nhà nước còn phụ thuộc vào một số khoản thu không bền vững, đang là vấn đề rất thách thức với nền tài chính công nước nhà. Vậy phải làm gì để đảm bảo ổn định các khoản thu cũng như chống thất thu ngân sách nhà nước? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình tuần này. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tổng hợp sau của chúng tôi. Theo số liệu từ Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2018 đạt 963,016 nghìn tỷ đồng, bằng 73% dự toán năm 2018 là 1.319,2 nghìn tỷ đồng. Ước thu ngân sách nhà nước cả năm đạt 1.358,4 nghìn tỷ đồng, vượt 3% dự toán đã đề ra và tăng 5,5% so với thu thực tế năm 2017. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt 24,5% GDP, riêng từ thuế phí đạt 20,7% GDP. Trong đó, thu nội địa 9 tháng năm 2018 đạt 758,517 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán năm 2018 là 1.099,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017. Ước thu ngân sách nhà nước cả năm đạt 1.109,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với dự toán và tăng 7,5% so với thực tế thu năm 2017. Thu từ dầu thô 9 tháng năm 2018 đạt 48,106 nghìn tỷ đồng, bằng 134% dự toán năm 2018 là 35,9 nghìn tỷ đồng, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2017. Nhờ giá dầu thô thanh toán bình quân đạt khoảng 73,5 đô la Mỹ một thùng, tăng 23,3 đô la Mỹ một thùng so với giá dự toán. Ước thu ngân sách nhà nước cả năm 2018 đạt 55.000 tỷ đồng, vượt 53,2% so với dự toán, tăng 10,9% so với thực hiện năm 2017. Trên cơ sở, giá dầu thanh toán bình quân cả năm đạt khoảng 72-73 đô la Mỹ một thùng, tăng 22-23 đô la Mỹ một thùng so với giá dự toán. Sản lượng thanh toán cả năm ước đạt 11,76 triệu tấn, tăng 450.000 tấn so với kế hoạch. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2018 đạt 146,78 nghìn tỷ đồng, bằng 82% dự toán năm 2018 là 179 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2017. Ước thu cả năm đạt 189 nghìn tỷ đồng, vượt 5,6% so với dự toán, giảm 4,5% so với thực tế thu năm 2017. Theo dự toán của Bộ Tài chính, kết thúc năm 2018 về cơ bản, các khoản mục thu chính đều đạt dự toán đã đề ra. Trong đó, thu từ dầu thô có sức tăng vượt dự toán cao nhất với tỷ lệ 53,2%, với sản lượng ước đạt 11,76 triệu tấn dầu. Năm 2018, nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và ngoài nước khá tích cực, kinh tế thế giới duy trì đà phục hồi, trong khi đó ở trong nước kinh tế vĩ mô ổn định, thu ngân sách đạt khá, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiềm ẩn khó khăn, thách thức. Vậy những khó khăn thách thức đó là gì? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đánh giá tổng thu ngân sách năm 2018 vượt dự toán 3%, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt 24,5% GDP, trong đó huy động từ thuế phí đạt 20,7% GDP. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế đánh giá đạt trên 6,7%, mục tiêu là 6,7%. Tiếp tục cắt giảm sâu thuế quan theo các cam kết hội nhập. Tuy nhiên, xét ở các góc độ khác nhau, vẫn có những thách thức nhất định đối với thu ngân sách nhà nước, trong đó thu từ 3 khu vực trọng điểm không đạt dự toán. Nguyên nhân chủ yếu là do dự toán năm 2018 tính cao. Theo ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính, thì khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 13,1% so với năm 2017.
khu vực FDI tăng 30,1%, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 20,4%. Thu ngân sách của một số địa phương trọng điểm cũng chưa đạt dự toán. Theo báo cáo của các địa phương, thời điểm tổng hợp dự toán, một số địa phương hụt thu so với dự toán. Lý do chính là các địa phương trọng điểm thu cũng là các khu vực trọng điểm về kinh tế, có quy mô kinh tế lớn, công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng khá, có nhiều dư địa về thu ngân sách. Do vậy, khi xây dựng dự toán thu, chính phủ thường giao cho các địa phương này ở mức phấn đấu cao hơn mức bình quân chung, trên cơ sở yêu cầu bám sát điều kiện phát triển kinh tế trên địa bàn và đẩy mạnh công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ thuế. Trong khi dự toán thu nội địa từ sản xuất kinh doanh của cả nước tăng 13%, thì dự toán của 16 nhóm địa phương có điều tiết về trung ương tính tăng 21,2% so với thực hiện năm 2017. Tình trạng chuyển giá, trốn thuế, nợ thuế còn phức tạp. Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016, số nợ thuế là 77,3 nghìn tỷ đồng. Thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017, con số này là 73,1 nghìn tỷ đồng. Đến thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2018, số nợ thuế xấp xỉ 83 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8 nghìn tỷ đồng so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, ngày 31 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng cho hay, mặc dù tỷ lệ nợ đọng thuế có khả năng thu trên tổng thu nội địa đã giảm mạnh, nhưng tổng số nợ thuế hiện nay vẫn còn rất lớn. Thực tế, nợ thuế không có khả năng thu là bài toán khó giải của ngành tài chính nhiều năm nay. Nợ không xóa được lại cộng với tiền phạt chậm nộp, khoản nợ thuế ngày càng cao không xử lý được. Đến cuối tháng 9 2018, chúng ta đang đọng là 82.961 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế nợ không có khả năng thu hồi chiếm 42,1% trên tổng số nợ đọng thuế, tăng 11% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2017. Tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp thuế chiếm tỷ trọng 20% và tăng 6%. Và nguyên nhân nợ thuế chủ yếu là do số nợ đọng không có khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất khả năng năng lực hành vi dân sự, giải thể phá sản và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và tiền phạt tiền chậm nộp tính 0,03% một ngày. Theo thống kê của Bộ Tài chính, bình quân 2 năm 2016-2017, quy mô động viên ngân sách nhà nước đạt 25% GDP, cao hơn mức bình quân 23,6% của giai đoạn 2011-2015, nhưng vẫn thấp hơn mức bình quân 26,3% của giai đoạn 2006-2010. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước còn chưa thực sự bền vững, còn dựa vào các khoản thu từ vốn, các khoản thu có tính chất một lần. Bên cạnh đó, chưa phát huy tốt vai trò của một số sắc thuế quan trọng như thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập cá nhân. Trong khi đó, vẫn còn bất hợp lý trong xác định mức thu của một số sắc thuế quan trọng trong hệ thống thuế và một số sắc thuế đã được mở rộng đáng kể nhưng còn chưa khai thác hết khả năng. Bởi vì chúng ta cũng có việc chúng ta giảm cái thuế thu nhập doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất tăng trưởng thì cái thuế khác thuế suất như nào nó phải là cho nó phù hợp, và tôi nghĩ là với những doanh nghiệp thì một số mặt hàng hoàn toàn có thể tăng. Thế bảo vệ môi trường cũng là các kỳ đồng quý biết là trong cái dự thảo của tài chính năm 2017 thì có đề xuất về tăng khung thu bảo vệ môi trường nhưng cũng là một cái câu chuyện gây rất nhiều tranh cãi. Thế rồi cái sử dụng đất phi nông nghiệp của chúng ta mới là 0,03, 0,07, 0,15% mà tính theo hạn mức sử dụng chứ chưa phải theo giá trị đất cũng là thấp so với nhiều nước ở trong khu vực bây giờ. Ví dụ như vậy thì đấy là rồi cái vấn đề thứ hai nữa là cái cơ sở thuế của một số sắc thuế cũng là quan mức phải mở rộng hơn được. Trong khi đó, tỷ trọng thu ngân sách nhà nước từ các sắc thuế gắn trực tiếp với sản xuất kinh doanh trong nước như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng trong tổng thu ngân sách nhà nước đang có xu hướng tăng lên. Nhưng trong cơ cấu thu nội địa thì nguồn thu từ sản xuất kinh doanh có xu hướng giảm từ 68,3% giai đoạn 2011-2015 xuống 62,3% trong 3 năm 2016-2018. Tỷ trọng các khoản thu từ sản xuất kinh doanh có xu hướng giảm xuống cho thấy dư địa thu ngân sách ngày càng hạn chế. Tôi xác định rằng sản xuất kinh doanh là cái gốc, đó là cái nền tảng của chúng ta thực hiện ngân sách nhà nước, nhưng mà cái tỷ trọng khoản thu trực tiếp từ sản xuất kinh doanh đang xuống giảm cho thấy rằng cái dư địa hay là cái khả năng tài chính của doanh nghiệp đang có vấn đề. Cơ cấu thu ngân sách Việt Nam hiện nay đang gặp phải vấn đề về bền vững và công bằng. Về tính bền vững, nguồn thu đang phụ thuộc khá nhiều vào tài nguyên, thuế nhập khẩu và các nguồn thu một lần như chuyển nhượng đất đai. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2007, nguồn thu từ dầu thô và thuế xuất nhập khẩu chiếm 24,37% và 12,15% trong tổng thu ngân sách.
và đã giảm xuống còn 3,65% và 8,47% vào năm 2016. Theo dự toán ngân sách năm 2018, thì thuế xuất nhập khẩu chỉ còn 7,9%. Với xu hướng mở cửa và cắt giảm thuế quan đang xảy ra, thì loại thuế này sẽ chỉ còn dưới 5% trong một tương lai không xa. Khai thác là 4,3 triệu tấn. Cho nên rõ ràng là giả sử có muốn buộc chúng ta đi tìm từ đây cái nguồn khác để mà đảm bảo là mà từng bước tức là phải thúc đẩy tăng trưởng và đấy mới là cái mà tăng trưởng mới là cơ sở để chúng ta có thể thu được. Có thể thấy rằng cân đối thu ngân sách nhà nước tuy đã có cải thiện bước đầu nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Quy mô và cơ cấu thu ngân sách nhà nước chưa thực sự bền vững. Hệ lụy cuối cùng của những rủi ro này có thể ảnh hưởng đến tính bền vững trong tăng trưởng của nền kinh tế trong dài hạn. 70-80% đó là con số mà thuế chiếm tỷ trọng trong tổng thu ngân sách nhà nước theo tính toán của Bộ Tài chính. Chính vì thế có thể nói thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Việt Nam. Việc nghiên cứu triển khai các giải pháp cụ thể để hướng tới một hệ thống thu ngân sách nhà nước bền vững hiệu quả là vấn đề cấp thiết trong bối cảnh nguồn thu ở nước ta ngày càng khó khăn, nhất là khi Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại với các cam kết về lộ trình cắt giảm thuế mạnh mẽ. Đứng trước thực tế này, ngành tài chính phải có những giải pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả thu ngân sách từ thuế? Theo số liệu thống kê từ Bộ Tài chính năm 2017, ngân sách thu về 137.800 tỷ đồng từ các loại thuế phí liên quan đến tài sản, trong đó 87% là nguồn thu từ nhà và đất. Năm 2016, số thuế tài sản cơ quan này thu được cao nhất trong vòng 5 năm và khoảng 171.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng phần thuế phí thu được từ bất động sản vào khoảng 148.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2012-2017, thu ngân sách từ các loại thuế phí nhà đất chiếm 8-14% tỷ trọng tổng thu ngân sách cả năm. Theo đại diện Tổ chức Tài chính Phát triển Quốc tế DFI, nâng cao hiệu quả thu ngân sách từ thuế là một trong những giải pháp giúp Việt Nam kiểm soát lạm phát và nợ công hiện đang tiến đến mức trần. Tôi cho rằng Việt Nam nên nâng cao hiệu quả thu ngân sách bằng các giải pháp khác nhau như hạn chế gian lận thuế và bãi bỏ các ưu đãi thuế không cần thiết. Đồng tình với quan điểm trên, đại diện tổ chức Oxfam chia sẻ thêm, nâng cao hiệu quả thu ngân sách từ thuế sẽ tránh được việc lãng phí một nguồn thu đáng kể. Cái việc huy động để có thể có các nguồn lực để phát triển bền vững thì cái việc huy động các cái nguồn lực đấy thông qua các chính sách tài khóa thuế thì rất quan trọng. Thì việc Việt Nam huy động các nguồn từ thuế thì theo các chuyên gia đánh giá thì Việt Nam mới huy động được khoảng 2/3 cái tiềm năng mà Việt Nam có thể huy động từ nguồn thuế. Đặc biệt là thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp. Thực trạng ở Việt Nam thì có rất nhiều tình trạng tránh thuế và trốn thuế. Thì đó đã mất đi một cái nguồn lực đáng kể cho Việt Nam trong các nguồn lực để có thể đầu tư cho phát triển. Thu ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Vì vậy, công tác thuế cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự kết hợp nhiều nhiệm vụ và giải pháp để công tác thu ngân sách đạt hiệu quả. Theo phản hồi từ đại diện vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn, hiện Tổng cục Thuế cũng đang hướng đến việc tăng cường quản lý thu thuế để nâng cao hiệu quả thu ngân sách từ thuế và tránh lãng phí cơ sở thuế. Chính sách mà tốt và quản lý thu tốt thì chúng ta tự nhiên bị thu nhập cơ sở thuế. Và hiện nay chúng ta đang thiên về cái hướng là tăng cường quản lý để bảo đảm thuế được thực thi công bằng và hiệu quả. Và như vậy là không cần phải tăng thuế, không cần phải nâng thuế, không cần phải sửa thuế, nhưng chúng ta vẫn có tăng cái nguồn thu. Tăng thu ngân sách không đồng nghĩa với tăng thuế mà phải thực hiện các giải pháp điều chỉnh chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thuế, điều chỉnh phạm vi, đối tượng, ra soát thu hẹp, diện miễn, giảm thuế, nghiên cứu bổ sung thuế tài sản phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, thậm chí triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa còn phải giảm mức đóng của khu vực doanh nghiệp này. Hiện chúng ta còn một phần nguồn thu vô cùng lớn đó là thu từ tài sản công. Các nước trên thế giới, giá trị tài sản công thường gấp 3-5 lần GDP. Còn ở Việt Nam, theo tính toán sơ bộ, thì giá trị tài sản công ít nhất cũng bằng 1,2 lần GDP, ước vào khoảng 6 triệu tỷ đồng. Chính vì vậy, bên cạnh việc triển khai tích cực đồng bộ các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, mở rộng cơ sở thuế, chú trọng trong những lĩnh vực thuế khoán, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thì các chuyên gia cũng cho rằng chỉ thu thì chưa đủ mà phải chi tiêu đúng mục đích và hiệu quả, không để cứ chi bừa bãi rồi tăng thu mà phải dựa trên cơ sở sức chịu đựng của nền kinh tế. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.